Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy, 9 tháng 6 2018, chương trình gồm những nội dung sau đây: Tin Công Giáo, suy niệm lời Chúa, vui cùng thiếu nhi, lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Mời quý vị và các bạn cùng Mai Thiên điểm qua bản tin công giáo. Internet là một quà tặng của Thiên Chúa, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao. Chương trình đọc kinh Mơn Côi toàn cầu để cầu nguyện cho các linh mục. Dân chúng đói thánh thể, cần cấp bách đào tạo giáo lý viên, giáo dân và các thừa tác viên. Tân Thủ tướng Tây Ban Nha là một thách đố cam go cho giáo hội công giáo. Linh mục thứ ba bị bắn tại Philippines. Internet là quà tặng của Thiên Chúa, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao. Sau tựa đề, xin cho các mạng xã hội nuôi dưỡng tình đoàn kết và tôn trọng người khác trong sự khác biệt của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Internet là một món quà từ Thiên Chúa, và nó cũng là một trách nhiệm lớn. Khi nhắc lại những gì được viết trong thông điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông vào năm 2016, và Ngài giải thích rằng, thông tin liên lạc, những nơi của nó và các công cụ của nó đã dẫn đến việc mở rộng tầm nhìn cho nhiều người. Mạng kỹ thuật số là một nơi của nhân tính, chứ không phải của sự tha hóa. Vì vậy, như Ngài đã nói trong thông điệp Ngày Truyền thông năm 2014, Đức Thánh Cha mời gọi tận dụng khả năng của các cuộc gặp gỡ và đoàn kết được các mạng xã hội tạo nên. Vì lý do này, Đức Thánh Cha lặp lại hy vọng rằng mạng kỹ thuật số không phải là một nơi con người bị tha hóa, nhưng là một nơi cụ thể, một nơi giàu tình người, điều Ngài đã nói vào năm 2016. Ủng hộ sự tôn trọng người khác trong sự khác biệt của họ. Đức Thánh Cha Francisco kết luận bằng chính các từ Ngài nghĩ đến trong thông điệp video này. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để các mạng xã hội không hủy bỏ tính cách của chúng ta, nhưng nuôi dưỡng tình đoàn kết và tôn trọng người khác trong sự khác biệt của họ. Chương trình đọc kinh Mơn Côi toàn cầu để cầu nguyện cho các linh mục. Vào thứ Sáu, 8 tháng 6, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhiều đền Thánh Đức Mẹ tại hơn 50 quốc gia đã tham gia chương trình đọc kinh Mơn Côi 24 giờ để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục. Trong một thông cáo, Linh Mục Thế Giới, một hoạt động tông đồ nhằm liên kết các linh mục và giáo dân bằng lời cầu nguyện, tổ chức sự kiện này đã viết: đây là một cơ hội cho chúng ta hướng tâm lòng lên Chúa để cầu nguyện cho các linh mục trong sứ vụ của họ. Tổ chức Linh Mục Thế Giới cho biết, mỗi đền thánh tham dự sự kiện đọc một mầu nhiệm đặc biệt của chuỗi Mơn Côi trong 30 phút trong ngày để cảm ơn Chúa về các linh mục và cầu xin Chúa bảo vệ các ngài và xin Mẹ Maria, mẹ của các linh mục, chăm sóc các ngài trong tình yêu thương của mẹ. Chương trình đọc kinh Mơn Côi này được tổ chức Linh Mục Thế Giới bắt đầu cách đây 9 năm. Sẽ có hơn 150 đền thánh Đức Mẹ và các giáo xứ, bao gồm 35 đền thánh tại Hoa Kỳ, đã tham dự chương trình đọc kinh Mơn Côi cầu nguyện cho linh mục vào thứ Sáu lễ Thánh Tâm năm nay. Theo lịch trình, mỗi nửa giờ trong suốt cả ngày, mỗi đền thánh cầu nguyện một mầu nhiệm Mơn Côi và cùng xin Đức Mẹ trong suốt 24 giờ. Tổ chức Linh Mục Thế Giới cho biết, đến nửa đêm ngày 8 tháng 6 2018, toàn thế giới sẽ được bao bọc bởi lời cầu nguyện cho các linh mục vào ngày cầu nguyện kinh Mơn Côi hàng năm này. Những người không thể tham dự việc cầu nguyện tại các đền thánh được mời gọi đọc kinh Mơn Côi cách cá nhân hay theo nhóm. Tổ chức Linh Mục Thế Giới giải thích rằng kinh Mơn Côi được đọc để cầu nguyện cho các linh mục, xin cho sứ vụ linh mục của các ngài được chúc lành với ơn Chúa. Qua lời cầu nguyện của chúng ta, xin cho
Qua sự hiệp thông cầu nguyện trên toàn thế giới, các linh mục cảm nghiệm được sự biết ơn và nâng đỡ của chúng ta. Và cuối cùng, xin cho các linh mục kiên vững trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô và giáo hội của Người và chăm sóc đoàn chiên của Chúa, đưa họ đến những đồng cỏ an lành trong nước Chúa. Linh mục thế giới được doanh nhân Marion Mulhall thành lập vào năm 2003, đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng về Ngày Thế Giới cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục. Tổ chức này hoạt động để hỗ trợ và thăng tiến phẩm giá và món quà của chức linh mục qua những nỗ lực như chương trình đọc kinh Mương Côi toàn thế giới. Dân chúng đói thánh thể cần cấp bách đào tạo giáo lý viên, giáo dân và các thừa tác viên. Thánh thể luôn là trung tâm hoạt động truyền giáo của giáo hội. Nếu không có điểm tựa này, không thể thực hiện được điều gì. Như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu nói rằng, thiếu Chúa Giê-xu thánh thể, tin mừng không thể được loan báo. Người bệnh không thể được an ủi và chữa lành. Thế giới không thể được dẫn đến nước trời. Cha Donald Zagor, thần học gia, người Ivorian, thuộc Hội Truyền giáo Châu Phi, giải thích điều trên với hãng tin Fides. Cha chỉ ra rằng, mục đích của việc truyền giáo là thánh thể. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định rằng, giáo hội sống trong thánh thể. Không có thánh thể, giáo hội không còn có lý do để tiếp tục truyền giáo nữa. Tuy nhiên, không có trách nhiệm cho hoàn cảnh bi thảm này đối với nhiều cộng đoàn Kitô hữu ở Châu Phi và trên toàn thế giới. Vì trong nhiều năm không có thánh thể vì thiếu linh mục. Cha Donald nhấn mạnh, nhiều cộng đoàn Kitô hữu ở Châu Phi và trên thế giới buộc phải sống trong tình trạng đói thánh thể, không thể lãnh nhận bí tích, không phóng đại, thậm chí người ta có thể nói về một hình thức không hiệp thông, không tự nguyện. Trong ánh sáng này, linh mục lưu ý, một câu trả lời mạnh mẽ và có tính ngôn ngữ là cần thiết hơn bao giờ hết, cần đưa ra một giải pháp cho vấn đề mục vụ này. Điều mà không chỉ làm suy yếu nghiêm trọng hoạt động truyền giáo của giáo hội Châu Phi, mà còn làm cho cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta trở nên vắng vẻ. Nếu không có câu trả lời cụ thể cho hoàn cảnh của họ, các tín hữu của chúng ta sẽ hướng đến các tôn giáo khác. Cha Zagor kết luận, ngoài việc cầu nguyện với ông chủ mùa gặt, để Ngài gửi thợ cho vụ mùa, như Phúc Âm đề nghị, các hành động cụ thể phải được thực hiện để đưa ra những câu trả lời cho vấn đề này. Một trong những hướng đi thích hợp cho ngày nay là tiến hành đào tạo các giáo dân, giáo lý viên hoặc các thừa tác vụ đặc biệt cho các cộng đoàn đang đói khát thánh thể để họ có thể được đón nhận bí tích này. Tân Thủ tướng Tây Ban Nha là một thách đố cam go cho giáo hội công giáo. Những ngày tháng êm đềm dưới thời Thủ tướng Mariano Rajoy đã trôi qua. Thời kỳ 6 năm này không chỉ được đánh dấu bởi sự chấm dứt những tấn kích vào các học thuyết xã hội công giáo dữ dội như thời gian dưới thời Thủ tướng cánh tả José Luis Rodríguez Zapatero của Đảng Công nhân Xã hội, mà còn được ghi dấu bởi những kỷ niệm đẹp. Một trong những kỷ niệm đẹp chưa phai mờ trong tâm trí những người công giáo theo dõi sát thời cuộc là thông cáo hôm 27 tháng 3 2018 của bà Maria Dolores Cospedal, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha, ra lệnh cho tất cả các cơ quan của Bộ Quốc phòng nước này, các doanh trại quân đội và các cơ sở khác của lực lượng vũ trang tại quốc nội và hải ngoại treo cờ rủ trong tuần thánh để tưởng niệm Chúa chịu chết. Điều vô cùng không may là vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, các quan tòa tại Tòa Thượng Thẩm và Ngoại thường Tây Ban Nha đưa ra phán quyết hàng chục thành viên trong Đảng Nhân dân của Thủ tướng Mariano Rajoy dính líu vào vụ tham ô tài chính lớn nhất trong lịch sử Tây Ban Nha hiện đại, với số tiền lên đến 120 triệu euro. Thương gia Francisco Correa Sanchez đã hối lộ cho các quan chức trong đảng cầm quyền để có được những hợp đồng béo bở và được trốn thuế. Ngày 31 tháng 5, Pedro Sanchez, chủ tịch Đảng Công nhân Xã hội, đưa ra tuyên bố bất tín nhiệm đảng cầm quyền. Một ngày sau, hôm 1 tháng 6, vua Philip bổ nhiệm ông này làm thủ tướng, thay thế cho thủ tướng Mariano Rajoy. Ngày 2 tháng 6, Pedro Sanchez, một người tự hào mình là người vô thần, tuyên thệ trước mặt nhà vua. Ông ta yêu cầu dẹp bỏ thánh giá và kinh thánh trên bàn. Pedro Sanchez là thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của Tây Ban Nha hiện đại,
đã tuyên thệ không có thánh kinh hay thánh giá. Thấy trước những ngày thánh đen tối trước mắt, không một giám mục nào trong tất cả 70 giáo phận và tổng giáo phận của Tây Ban Nha đưa ra một lời chúc mừng cá nhân đến tân thủ tướng như vẫn thường xảy ra. Tuyên bố duy nhất và ngắn ngủi đến từ Đức Hồng Y Ricardo Blasquez của Valladolid, chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, chúc mừng Sanchez nhân danh chung các giám mục và bảo đảm với ông lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban cho ông ánh sáng và sức mạnh để phục vụ cho sự thịnh vượng chung, đoàn kết, thịnh vượng và gắn kết xã hội của đất nước chúng ta. Những bóng mây u ám dưới thời Thủ tướng José Luis Rodríguez Zapatero của Đảng Công nhân Xã hội đang lũ lượt kéo về. Linh mục thứ ba bị bắn ở Philippines. Một linh mục Công giáo đã từng làm tuyên úy cho cảnh sát quốc gia Philippines đã bị thương sau một cuộc tấn công vào ngày 6 tháng 6 tại thành phố Calamba, cách thủ đô Manila khoảng 40 cây số. Charay Omeneta, 64 tuổi, một linh mục tại giáo xứ Tổng lãnh Thiên thần Nicaragua, đang trên đường đến một cuộc họp thì bị hai tay súng chặn đường bắn nhiều phát vào ngài. Một báo cáo của cảnh sát cho biết ngài đang đi trên xe với người thư ký khi vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 9 giờ 40 sáng. Cha Ermeneta bị thương ở sau lưng và cánh tay trái, ngài được đưa đến bệnh viện, ngài được báo cáo là trong tình trạng ổn định. Một cuộc điều tra đã được tiếp tục để xác định động cơ của cuộc tấn công, mặc dù cha đã nói với cảnh sát rằng vụ việc có thể liên quan đến những người nợ tiền của ngài và muốn giết ngài để khỏi phải trả nợ. Tháng 4 năm nay, cha Mark Ventura thuộc giáo phận Gataran ở miền Bắc Philippines đã chết sau khi bị bắn bởi một tay súng sau khi cử hành thánh lễ Chúa Nhật. Ngày 4 tháng 12 năm ngoái, 2017, cha Marcelito Paez cũng bị bắn chết tại thị trấn Chaen, khoảng 112 cây số về phía bắc của Manila. Mới thật là thân nhân của Đức Giêsu. Marco chương 3 từ câu 31 đến câu 35. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài cho gọi người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh em chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy." Nhưng người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi." Sống xứng đáng là con Chúa. Nhiều người thời nay thường cậy dựa vào nhất thân nhì thế như bàn đạp để thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Có lẽ những người Do Thái hâm mộ Chúa Giêsu ngày xưa cũng mang tâm trạng thấy kẻ sang bắt quàng đàn họ nên mới sốt sắng mắt với Chúa Giêsu. Mẹ và anh chị em thầy đang tìm thầy ngoài kia. Nhưng những người thân này của Chúa mới đây còn cho rằng ngài mất trí. Phải chăng giờ đây họ lại muốn tìm đến để bắt ngài về nhà? Để sửa chữa những cái nhìn sai lệch đó,
Chúa Giêsu xác định người thân đích thực của Ngài là những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Lời Chúa mời gọi chúng ta thoát ra khỏi quan niệm thế tục để vươn cái nhìn của mình lên một tầm cao mới. Chúng ta xác tín mình là con cái của Chúa cả trời đất, là hoàng tộc của Thiên Chúa cao sang, và thể hiện tư cách đó bằng cách thực thi ý muốn của Thiên Chúa. Đó là sống những giá trị tin mừng trong cuộc sống thường nhật của mình. Dựa trên lời chỉ dẫn của Thánh Phaolô, dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Mời bạn thảo luận để vạch ra một chương trình sống dành cho những người là anh chị em với Chúa Giêsu. Mỗi ngày chúng ta hãy nhắc lại điều tâm niệm, quê hương chúng ta ở trên trời, và xin cho chúng ta biết ái mộ những sự trên trời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự hạ nên giống chúng con mọi đàn để nâng chúng con lên làm con cái Chúa. Xin giúp chúng con biết sống sao cho xứng đáng với địa vị cao trọng này. Con sinh là thợ thuyền, vai gầy trong mưa nắng. Con xin là mẹ hiền, vì chồng với con thơ. Không than phiền nhọc nhằn, chăm nuôi con mong ước nhiều. Con xin là người tình, cùng với Chúa nguyện cầu. Người muôn nước kính tôn danh Ngài, và thế giới vỗ tay vàng trời, cùng lên tiếng chúc khen của trời đã xuống đời làm người yêu của chúng ta. Người muôn nước kính tôn danh Ngài, và thế giới vỗ tay vàng trời, cùng lên tiếng chúc khen của trời đã xuống đời làm người yêu của chúng ta. Các bạn nhỏ thân mến, chào các bạn đến với chuyên mục Vui cùng thiếu nhi. Mỗi câu chuyện là một bài học bổ ích cho chúng ta. Mời các bạn cùng theo dõi. Sự tích con sư tử. Cháy rồi, cứu với, cứu, cháy rồi, cứu. Mau mau dập lửa. Hằng hô, giỏi quá, giỏi quá, hằng hô. Chào anh đúng là một người có sức mạnh tuyệt vời. Tôi rất cảm kích về điều đó. Thưa bệ hạ, đó chỉ là phép thuật hô phong hoán vũ tôi học được của một vị pháp sư thôi à. Thật vậy à? Anh có thể cho ta biết nơi ở của vị pháp sư đó. Ta cũng muốn nhờ thầy chỉ giáo để có thêm sức mạnh, bảo vệ tổ quốc và chăm lo đất nước. Vâng, thưa bệ hạ. Ta sẽ đi học phép thuật. Thời gian này, ngươi hãy thay ta cai quản vương quốc. Xin tuân lệnh. Các khanh hãy cố gắng lên. Con đường phía trước tuy là khó khăn, vất vả, nhưng nếu có phép thuật trong tay, thì chúng ta không lo đói khổ hay quân xâm lược nữa. Các ngươi nhìn kìa!
phía trước chính là nhà của vị pháp sư. Xin hỏi ngài có phải là vị pháp sư nổi tiếng về phép thuật không ạ? Đúng vậy, các anh là. Chúng tôi đến từ đất nước Kinh Lan. Tôi được biết ngài là một người tinh thông về các loại phép thuật. Hôm nay màn phép đến đây xin ngài chỉ giáo. Đất nước Kinh Lan cách đây hàng vạn dặm cơ mà. Các anh đúng là những người dũng cảm. Ta đồng ý. Tuyệt quá, tuyệt quá. Tuyệt quá. Anh hãy thử chế thuốc biến hô mưa gọi gió ta xem. Bài này ta đã dạy cho mọi người rất kỹ rồi. Vâng. Ừ, tốt lắm, tốt lắm. Phép thuật đúng là tuyệt diệu. Bệ hạ, chúng ta đi cũng được một thời gian rồi. Ta hiểu. Thời gian qua cảm ơn ngài đã tận tình chỉ bảo, nhưng vương quốc không thể vắng vua lâu hơn. Nay tôi xin phép quay trở về. Được, nhưng trước khi mọi người quay về, ta có điều dặn dò. Phép thuật chỉ được dùng vào việc giúp đỡ người khác, không được tư lợi cá nhân, làm điều xấu, điều ác hay hại đến bất cứ ai. Nếu phạm phải điều này, thì phép thuật tự khắc tiêu tan và gặp báo ứng. Vâng ạ. Ôi, tài nãy rơi mất rồi. Toàn bộ đồ ăn, nước uống đều ở trong đó. Cái đó chúng ta có thể kiếm lại được. Chỉ cần mọi người không sao là được rồi. Đi tiếp nào. Tôi đói quá, không đi được nữa rồi. Tôi cũng vậy. Chúng ta đã 2 ngày không có gì bỏ vào bụng rồi. Mọi người cố gắng lên. Vào rừng này chắc sẽ kiếm được chút gì đó để ăn. Trời tối om như mực thế này, biết kiếm thức ăn ở đâu bây giờ. Trời ơi, đó là tiếng gì vậy? Chúng ta có bị ăn thịt không? Các khanh hãy bình tĩnh, ta có ý này. Ta sẽ dùng phép thuật biến thành một con vật có vẻ ngoài hung dữ, to lớn. Các loài vật nhìn thấy sẽ sợ, không dám đến hại chúng ta. Vâng ạ. Bệ hạ, anh ta kiệt sức rồi. Có thể nghỉ một lát được không? Được. Nếu không có thức ăn, anh ta sẽ chết vì đói mất. Phải làm thế nào bây giờ? Đói quá. Cứ thế này, không biết ta còn sống nổi để trở về vương quốc nữa không? Ước gì được mấy miếng thịt thú rừng thơm ngon. Quân lính theo ta bao nhiêu ngày trời, chịu đói chịu khổ, còn vợ con họ nữa. Ta không để họ chết một cách oan uổng như thế này được. Bệ hạ, sáng rồi chúng ta lên đường thôi. Người có thể trở lại hình dạng con người rồi. Trời ơi, sao bệ hạ không hóa lại thành người được nữa? Trời ơi, ta đã phạm phải lời nguyền. Đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để học được phép thuật. Nhưng chỉ một chút đói lòng đã không vượt qua được cám dỗ. Đã dùng phép thuật để hại đến sinh vật khác. Ta ân hận quá. Từ đó trở về sau, nhà vua sống mãi mãi dưới hình dạng của con thú có hình hài to lớn, hung dữ. Về sau, người ta gọi nó là sư tử. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Thank you.
con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu. Sứ mạng loan báo hồng ân, đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi. Một triết gia Hy Lạp có kể câu chuyện như sau. Có một người nông dân nghèo nọ, ngồi trước cửa nhà than thở vì không biết phải đào đâu ra tiền để sống trong mùa đông sắp tới. Giữa lúc ông đang ngồi rầu rĩ như thế, thì có một người lạ mặt đi qua trước cửa nhà, trên tay cầm một con ngỗng. Người lạ mặt trao con ngỗng cho người nông dân và nói, hãy săn sóc cho con ngỗng này, nó sẽ đền đáp cho ông gấp bội. Nói xong, người lạ mặt bỏ đi. Người nông dân nghèo mang con ngỗng vào trong nhà và cho nó ăn uống đầy đủ. Ông cũng làm cho con ngỗng một nơi ngủ nghỉ tươm tất. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, ông đến thăm con ngỗng. Nhìn vào trong ổ, ông thấy một cái trứng vàng. Người nông dân nhặt lấy cái trứng và đem đi bán. Liên tiếp một tuần lễ sau đó, ngày nào người nông dân cũng nhặt được một quả trứng vàng. Không bao lâu, ông đã mua sắm đầy đủ mọi thứ cho mùa đông sắp tới. Ông cũng săn sóc con vật một cách chu đáo hơn. Thế nhưng, càng có tiền, thì lòng tham của ông càng gia tăng. Người nông dân nghèo không muốn mỗi ngày phải đi nhặt cái trứng vàng nữa. Ông muốn lấy tức khắc tất cả mọi kho tàng chứa đựng trong con ngỗng. Nghĩ thế, cho nên ông mới mổ bụng con ngỗng ra. Nhưng trước sự thất vọng của ông, con ngỗng đã chết, mà bụng của nó cũng không có chứa lấy một quả trứng vàng nào cả. Vào lúc đó cũng là lúc mà người lạ mặt trở lại. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, ông mới nói với người nông dân như sau. Tôi đã bảo với ông rằng, nếu ông săn sóc cho con ngỗng của tôi, nó sẽ đền đáp lại cho ông. Giờ này ông đã giết nó, thế là chúng ta mất tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, cha ông ta đã từng đúc kết kinh nghiệm sống và đưa ra một lời khuyên chí lý như sau. Tham thì thầm. Biết là như thế, nhưng lòng ham muốn lại luôn tiềm ẩn trong lòng của mỗi người chúng ta. Đã có thì muốn có nhiều hơn nữa. Lòng tham như túi không đáy, chứa bao nhiêu cũng không vừa. Thường thì con người ít hài lòng với những gì mình đã có. Muốn đạt được mục đích nhưng ngại hy sinh là lối sống chung của nhiều người. Lời Chúa lại dạy mỗi người tín hữu chúng ta, muốn đạt được nước trời phải chấp nhận hy sinh. Hãy hy sinh để hưởng cõi phúc. Đó là nội dung sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu. Muốn vào nước trời hãy qua cửa hẹp. Làm Kitô hữu của Chúa phải chấp nhận phát thập giá hàng ngày. Ngày qua thấy sao thật khó khăn, gian khổ quá. Nhưng đó là chân lý để vui sống trong cuộc đời này. Thánh Phanxicô cũng đã dạy chúng ta,
chính khi cho đi là khi lãnh nhận, chính khi quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Hãy vui nhận làm việc bác ái, bạn sẽ được bình thản vui tươi. Những lời trên đây hẳn là muốn nhắc nhở chúng ta một chân lý trong cuộc sống. Khi chúng ta yêu người, khi chúng ta sống cho người, chúng ta sẽ tìm được bình an, vui tươi, hạnh phúc trong tâm hồn. Trái lại, càng khép kín, càng khước từ, càng loại bỏ tha nhân, chúng ta sẽ chỉ chất chứa đắng cay chua xót trong tâm hồn mà thôi. Con ngỗng chỉ đẻ được cái trứng vàng mỗi ngày là bởi vì nó được săn sóc. Giết nó đi, loại trừ nó đi, nó sẽ trả lại cho chúng ta sự nghèo túng cô đơn mà thôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tâm niệm lời Chúa đã được Thánh Phaolô ghi lại: cho thì có phúc hơn là nhận lãnh. Xin ban cho chúng con luôn biết sống cho tha nhân để nhận được nguồn hạnh phúc Chúa đã hứa ban. Amen. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Kính chúc quý thính giả luôn được tràn đầy tình yêu của Đức Kitô. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu. Radio Tin Mừng xin kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thưa quý vị, hôm nay thứ bảy, 9 tháng 6 2018, chương trình gồm những nội dung sau đây: tin Công giáo, suy niệm lời Chúa, vui cùng thiếu nhi, lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Mời quý vị và các bạn cùng Mai Thiên điểm qua bản tin Công giáo. Internet là một quà tặng của Thiên Chúa, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao. Chương trình đọc kinh Mơn Côi toàn cầu để cầu nguyện cho các linh mục. Dân chúng đói thánh thể, cần cấp bách đào tạo giáo lý viên, giáo dân và các thừa tác viên. Tân Thủ tướng Tây Ban Nha là một thách đố cam go cho giáo hội Công giáo. Linh mục thứ ba bị bắn tại Philippines. Internet là quà tặng của Thiên Chúa, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao. Sau tựa đề, xin cho các mạng xã hội nuôi dưỡng tình đoàn kết và tôn trọng người khác trong sự khác biệt của họ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Internet là một món quà từ Thiên Chúa và nó cũng là một trách nhiệm lớn, khi nhắc lại những gì được viết trong thông điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông vào năm 2016, và Ngài giải thích rằng thông tin liên lạc, những nơi của nó và các công cụ của nó đã dẫn đến